chào quý vị khán thính giả của kênh tin tức Việt News TV2. Chúc quý vị khán giả sức khỏe bình an, có nhiều niềm vui và thành công. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh truyền thông của chúng tôi. Kính thưa quý vị, đôi khi những người tài giỏi lại là những phút giây rất là đáng trí. Dù đang ở độ tuổi phát triển nhất hoặc đôi khi họ lại là có những giây phút xử lý kém cỏi hơn cả những người bình thường. Chẳng hạn như nhà vật lý học Newton khi làm cửa cho hai con chó và một con mèo chui vào nhà. Ông cho hết một chỗ rộng cho chủ chó, một lỗ nhỏ hơn cho chủ mèo. Đó là lúc ông đã bị đảng trí, bởi chỉ cần khoét một lỗ, chủ chó, chủ chui lọt được thì lỗ khoét ấy, chủ mèo cũng chịu lọt được vào trong nhà. Tướng Bùi Cao Khánh của Việt Nam cũng vậy. Ông được mệnh danh là vị tướng tài giỏi nhất nước Việt Nam thời đương đại. Thế nhưng ngày hôm qua, ông đã bỏ quên một chi tiết quan trọng đến nỗi không có người nhắc nhở, thì hậu quả đó sẽ nguy hiểm vô cùng. Được biết con gái của ông vừa bị tình báo Hoa Nam Trung Quốc bắt cóc đưa ra đảo Phú Lâm. Ý đồ của bọn chúng đã bắt ông phải phục tùng mệnh lệnh sau 3 ngày khổ sở vì con gái bị bắt cóc vào đêm hôm kia. Rạng sáng ngày hôm qua, ông và 70 lính đặc nhiệm Việt Nam đã cứu thoát con gái từ hang ổ của tình báo Trung Quốc về đến Hà Nội. Tuy nhiên sau đó không biết quá vui mừng hay bị đảng trí, ông quên không điều tra xem con gái của ông bị chúng bắt đưa từ thành phố Hà Nội vào miền Trung bằng cách nào. Nếu ông quên bảng đi, mất một vài ba ngày thì rất có thể sẽ có những hậu quả lớn sẽ xảy ra. Bởi trong câu chuyện khai báo của con gái ông, một bí mật động trời đã được khám phá ra ngay sau đó. Đó là quân đội ta đã triệt phá thành công một kho vũ khí khủng của tình báo Hoa Nam Trung Quốc được tích lũy cất giấu tại Đà Nẵng. Nếu tướng Bùi Cao Khánh chậm trễ trong việc phá án thì kho vũ khí này sẽ bị chuyển đi hết 100 tấn vũ khí đó, sẽ gây nên bao tang tóc, đau thương cho người dân Việt Nam khi bọn chúng sử dụng để tấn công bất ngờ vào các phi vụ bắt cóc, tống tiền hoặc tấn công, phá hủy các khu căn cứ quân sự. Sau vụ án này, nhiều tướng tá hỏi ông rằng tại sao không ra lệnh triệt phá ngay chỗ kho vũ khí này mà phải đến 10 tiếng đồng hồ sau mới ra lệnh phá án. Tướng Bùi Cao Khánh không ngần ngại trả lời thật rằng một cụ già bàn cha đã đến thăm nhà tôi, mách nước cho tôi biết, nếu không tôi đã quên mất luôn. Ông kể lại lời cụ già ấy rằng tại sao tướng Bùi Cao Khánh không chớp mắt. Bọn người ở thành phố Đà Nẵng đưa con gái ông xuống tàu chạy ra đảo Phú Lâm. Chỉ đến khi đó tôi mới nhớ là chưa hỏi gì con gái về vụ đó, cả gần một ngày từ lúc đó trở về. Phải nói rằng công nào phá vụ án này là do công lao của cụ già bán nước trà đó ở đầu ngõ, chứ không phải là do tướng Bùi Cao Khánh. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã biết và bệnh viện đã bị ông Tập Cận Bình cho 6.000 quân lính thân công sang Việt Nam bắt trở lại Bắc Kinh. Trong khi tướng Bùi Cao Khánh đang là tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hoặc bàn về lệnh ngừng bắn. Trong kế hoạch này, chúng ta càng thấy rõ bản chất lưu manh, cáo giả của ông Tập Cận Bình. Ông ta kêu gọi phía Việt Nam ngừng bắn. Hai bên đã cử người đi họp bàn để ký kết bản thỏa ước đó. Thế nhưng khi tướng Bùi Cao Khánh vắng mặt thì ông ta đã âm thầm cho 6.000 quân lính tấn công sang Việt Nam, bắt bà Bành Lê Viện về nước. Khi con người ta sống với lòng thù, sống với lòng thù hận, thì không đủ trí thông minh, sáng suốt để nhìn ra mọi vấn đề. Ông Tập Cận Bình muốn đưa bà Bành Lê Viện về nước để trả mối hận. Bà ta đã ép bà Hoa Xuân Oánh phải phá thai và đưa bé trai 7 tuần tuổi trong bụng bà Hoa Xuân Oánh. Chưa đánh lại là con trai của ông ta, ông Tập Cận Bình, cũng vì lòng ghen tuông bởi bà Bành lấy được một vị tướng tài ba của Việt Nam, kém bà tận 12 tuổi. Không những thế, viên tướng này lại là kẻ thù không đội trời chung với ông Tập Cận Bình. Bữa tiệc nhỏ mừng Tập Cận Bình xử phạm giết hại tướng Bùi Cao Khánh của Việt Nam tại sân bay Trường Thủy Côn Minh, tỉnh Vân Nam, do ông ta sửa soạn cũng đã bị đổ bể. Mâm cơm ấy đã được đầu bếp của ông ta cho thuốc độc phát tác chậm. Nhưng khốn nỗi, con gái của ông ta lại xuất hiện trong bữa tiệc ấy khiến ông ta phải vứt bỏ. Ông ta đã được
đưa ra dự tính trước. Nếu tướng Nguyễn Ngọc Khánh và bà Bành Lễ Việt cùng sang Vân Nam, thì ông trời đã giúp Tập Cận Bình thành công. Còn nếu chỉ có mình tướng Nguyễn Ngọc Khánh, thì tướng Việt Nam vẫn phải chết sau khi chất độc ăn vào cơ thể. Một tháng sau mới bắt đầu phát tác. Lúc đó chính quyền Việt Nam cũng chẳng có cái cớ nào đổ tội cho ông ta. Thế nhưng nhân tính không bằng trời tính. Nhưng ông ta không biết được tướng Nguyễn Ngọc Khánh, mà ngay cả bà Bành Lễ Việt, ông ta cũng chẳng làm được gì. Đứa con gái lớn của ông ta đã tuyên bố rõ ràng liệu ông giết mẹ nó thì nó cũng sẽ chết theo mẹ. Tập Cận Bình dùng ác đến mấy cũng không thể nào giết được con. Hơn nữa ông ta còn bị con gái bắt tay luôn. Cứ khi nào ông ta gặp mặt con thì nó sai. Bảo ông điều gì, ông đều phải làm theo răm rắp. Ông ta không thể lý giải được chuyện này. Có lẽ đó là khắc tinh của nhau, nhưng có lẽ vì ông ta thương yêu con gái quá. Ngay sau khi giải thoát cho mẹ khỏi sự giam lỏng, Tập Minh Trạch đã đưa mẹ về căn biệt thự tại ngoại ô Bắc Kinh. Đây là căn biệt thự nhỏ, cách trung tâm thành phố 60 km. Nó cũng là nơi bà Bành Lễ Việt ép bà Hoa Xuân Oánh phải uống thuốc phá thai. Trở về căn cứ nhà mang nhiều dấu ấn đau buồn này, bà Bành không khỏi nhói lòng khi lệnh niêm yết vẫn còn đang dán ở cửa. Bà rất lạnh cho hai nghệ sĩ xé lệnh niêm yết đi. Sau đó bà gọi cho những gia nhân làm việc cho bà trước đây quay trở lại chỗ nhà. Theo ý của Tập Minh Trạch, bà liên hệ với công ty bất động sản để giao bán căn nhà này càng nhanh càng tốt. Sau đó lấy số tiền này sang Việt Nam mua một căn nhà riêng sống với tướng Bùi Cao Khánh. Ý của con gái bà trùng với ý của bà. Vấn đề là tướng Bùi Cao Khánh không muốn vậy. Ông muốn sống một cuộc sống thanh bạch bằng những đồng tiền lương ít ỏi của mình. Bởi vậy bà cũng không biết phải xử lý như thế nào. Bà đưa ra ý kiến khuyên Tập Minh Trạch trở về nước chứ không sang Mỹ nữa. Nhưng vấn đề này lại gặp rắc rối lớn đến từ ông Tập Cận Bình. Bởi Tập Minh Trạch sẽ là con mồi để các phe nhóm đối lập với ông săn đuổi, bắt cóc, gây sức ép bắt ông phải thoái vị. Bởi vậy Tập Minh Trạch không thể chọn, không thể không trở lại Mỹ. Cuối cùng bà Bành Lễ Việt cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Bà gọi điện thoại liên hệ với công ty môi giới bất động sản, giao bán căn biệt thự của bà. Số tiền bán được, bà cho con gái bật lửa một nửa. Còn lại, bà sẽ mang sang Việt Nam sinh sống với tướng Bùi Cao Khánh. Theo như bà dự đoán, căn biệt thự của bà bán vội cũng được 100 triệu đô la. Số tiền 500 đô la là quà lớn để bà và tướng Bùi Cao Khánh sống khi về hưu. Bà cũng có ý định lấy số tiền ít ỏi đó để giúp đỡ hai đứa con riêng của tướng Bùi Cao Khánh. Tuy nhiên bà không dám nói ra ý định của mình bởi sợ tướng Bùi Cao Khánh không vừa lòng. Kính thưa quý vị thính giả và các bạn, trở lại với câu chuyện của cha con tướng Bùi Cao Khánh. Được biết vào rạng sáng ngày hôm qua, tướng Bùi Cao Khánh, nước dẫn đầu 70 lính đặc công nước của Việt Nam, xâm nhập lên đảo Vũ Lâm để cứu con gái tàu ngầm lớp Kilo 636 của Nga, chính là phương tiện đưa đội quân này tiến ra Biển Đông. Trước lúc tấn công lên đảo, tướng Bùi Cao Khánh cũng không dám khẳng định nhóm bắt cóc con gái. Ông đưa con gái không nên lên đảo Vũ Lâm. Nhưng khi nghe tên bắt cóc thách thức ông đến đảo Vũ Lâm cứu con gái, và nhất là khi nghe con gái ông nói tàu chở nó đi mất một ngày mới đến đảo, và đảo này có rất nhiều cây cối xanh tốt, ông đoán rằng lời của tên bắt cóc con gái ông nói là thật. Chúng nghĩ rằng đảo Vũ Lâm là khu vực cấm địa an toàn nên phía Việt Nam không thể dám thực thi công cụ này. Trong khi đó tướng Bùi Cao Khánh biết bọn chúng đưa con gái ông đến đất liền thì việc giải cứu sẽ khó khăn hơn gấp cả ngàn lần. Bởi vậy ông quyết định tấn công chớp nhoáng, không cho chúng kịp trở tay khi tàu ngầm Kilo 636 của Việt Nam còn cách đảo Phủ Lâm 1 hải lý. 70 người lính người nhái của tướng Bùi Cao Khánh đang bơi lên bờ và tấn công lên đảo. Phải nói rằng tướng Bùi Cao Khánh tính toán như thần. Ông biết rằng vào thời điểm 4 đến 5 giờ sáng là thời điểm con người ngủ say nhất. Ông chọn thời điểm đó để tấn công lên đảo là quá hợp lý, nên không gặp trở ngại gì lớn. Tuy nhiên đến khi rút quân đến bên bờ biển, thì lệnh báo động trên đảo mới vang lên. Khi lính Trung Quốc kịp phát hiện ra có kẻ xâm nhập,
thì toàn bộ 70 người và con gái của ông đã lên được tàu ngầm 636. Con tàu này chạy hết tốc độ lao về hướng bờ biển Việt Nam. Khi tàu chạy được 10 hải lý thì trồi lên khỏi mặt nước. Hai cha con ông tướng Bùi Cao Khánh được máy bay trực thăng đến đưa thẳng về sân bay Nội Bài, Hà Nội vào sáng ngày hôm qua. Khi tướng Bùi Cao Khánh vừa về đến nhà xong, bà con xung quanh xóm đã ùa sang nhà ông thăm hỏi vì biết tin con gái ông đã an toàn. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe tin tức thời sự của chúng tôi.